xe chạy cũng được, xuồng làm cũng được luôn, ngồi khi lội xuống bơi luôn, bắt cá luôn. Chào mọi người, hôm nay mình làm clip bó giá mít ngày 20 tháng 2 năm 2020. Để tiện theo dõi, mình sẽ để cái giá mít ở trên cái màn hình cho các bạn tiện theo dõi. Về nhanh với ta. Hôm nay là đi vớt mít chứ không có cắt nữa, mà đi lụm thôi. Hôm nay vườn nó cũng bớt trái rồi, nhìn rảnh rỗi bơi xuồng luôn. Đó, đó, đó. Cá. Cá nhảy lên luôn rồi. Nhiều lắm. Tượng nhiều. Thì bạn không rảnh như rảnh bắt lên chiên xù. Nhậu tại chỗ luôn. Sáu cái đèn như vậy. Sáu năm ta. Được rồi 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 rồi. Đừng lại nhấc hết. Bê lố rồi. Thắng không ăn. Tấm xuồng là cái thắng không ăn gì thôi. Sao thấy hay mất nổi là bền không? Nay ít rồi. Chắc chuyến này nữa mà cuốn hết trái rồi. Chết 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 chết. Sao ba? Tại ơi là tại. Mình bước xuống á, bước xuống cái xuồng lên vớt mày dễ đứng cái mũi đó hồi nghiêng nữa nè. Xinh quá rồi. Chắc ngày đó sao hồi đi. Này nước hơi cạn quăng xuống nó dính sình.
Đây để em vớt cho. Quăng lên, quăng tới chết tới. Nó kẹn mẹ. Ê, liêm mấy diêu diêm mấy em đây kìa. Bỏ tay nó đồng. Còn đem bỏ cho anh bỏ một cái nó chìm ngủm xuống luôn á. Anh từ ngoài trao sườn ngoài đến thở luôn. Nghe ba nghe nghe nhỏ giết dù chiên cước cũng bự nữa trước dinh cũng le lửa. Mốt cái cách nhân tình chọn ít ít luôn đó ta. Cái đó đi xe máy hay gì mất quá đi xe máy. Hai xe máy chở cũng được chứ.
40-50 cây. Đi xe này cho sướng không? Đi xe này khỏe hơn đi xe máy à? 40-50 đấy. Xe máy chạy xe sao mệt nữa. Rồi xong. Xin chào, hẹn gặp lại.